Xin chào tất cả anh Giang, hiện tại ở đây em đang có ba cái cục chuyển đổi. Thì hiện tại cái cục dấu sale này và cái cục Ninja 2 này hiện tại đang là hai cái cục chuyển đổi chơi game Bắp Rio 3 ấy, rất là ngon. Nhưng mà chơi game Liên Minh Tốc Chiến thì cục nào nó sẽ ngon hơn nhé. Và đây em có thêm một cái cục GTDF6 này. Thì cục này là nó sinh ra để dành cho cái chơi gọi là game Liên Minh Tốc Chiến. Thì là cái cục này này nó ra trước cái thằng Ninja 2 Pro, xong thằng Ninja 2 Pro là ra sau, nên là nó thừa hưởng được gọi là tất cả những cái gì mà cái cục GTDF6 này chơi cái Liên Minh Tốc Chiến ấy thì nó sẽ tích hợp được hết vào đây nhé. Đó, và bây giờ em sẽ test thử xem là cục dấu sale này Ninja 2 Pro và cả GTDF6 thì cục nào nó sẽ chơi game Liên Minh Tốc Chiến bằng bàn phím chuột một cách ngon nhất và ok nhất anh Giang nhé. Rồi ok, đầu tiên em sẽ test trên cái cục dấu sale đi, còn hai cục này em sẽ để tạm sang một bên nhé. Đó, cục này thì rất là nhiều anh em mua rồi, giá thành thì nó cũng khá là đắt. Đầu tiên thì em sẽ cắm chuột nhé. Đây, em sẽ cắm chuột vào nhé. Làm rất là thực tế luôn cho tất cả anh trai xem nhé. Rồi ok. Thì chơi thì cái cục này nó không có lỗ cắm tai nghe nhé. Các anh cần để mua một cái cục đất chuyển đổi thì mới có thể cắm được tai nghe nha. Các anh lưu ý cho em nhé. Rồi ok, em đã cắm chuột bàn phím vào rồi nè. Và tiếp theo em sẽ cắm cáp nhé. Thì chơi game thì các anh nên dùng cáp cho em để sử dụng một cách nó mượt mà nhất và ok còn dễ nhất nhé. Rồi ok, xong khi em cắm vào nó sẽ tự mở lên ứng dụng ở dấu sale này, các anh thấy chưa? Đó, ok này. Và vuốt sang này. Ok này, em sẽ test thử đi xem phím trước các thứ nó nhận chưa. Đấy, các anh ra có thể thấy này, em bật nó chưa nhận nhé, thì em sẽ ấn cái nút này một lần nữa để cho nó hủy kết nối, nó kết nối lại. Vẫn chưa nhận này, đó, ở đây nó vẫn chưa nhận các anh ra ạ. Anh ra chưa? Rồi ok, em sẽ bục dùng ứng dụng nhé. Buộc dừng ứng dụng này, đây là một cái mẹo rất là đơn giản thôi, phải em ấn vào cái nút này này để cho nó mở loát lại cái ứng dụng đấy, thì nó sẽ nhận cái bàn phím một cách nó dễ dàng hơn. Đó, đây là một cái nhược điểm của cái con dâu sale, là mất cái là chúng ta khi chúng ta kết nối ấy, nó hơi kiểu bị mất thời gian một chút. Đó, các anh này ra chưa, nhận rồi nhá. Đó, khi kết nối này nó mất hơi mất cái thời gian để nó nhận bàn phím chuột một chút. Đây có thể là một cái lỗi của nó vì cái con này là cái con mới mà. Đã, chúng ta cần phải đợi một cái thời gian để cho cái nhà phát triển update nhé. Rồi bây giờ em chỉ cần kích vào game này. Ok xong, và bây giờ em sẽ vào phòng tập luyện đi để em test thử xem là cái con này nó chơi nó có ok không nhé. Em sẽ chọn một con là con nắc nhé, tại vì cái con nắc này này này, skin của nó đa phần là skin định hướng đấy, còn skin bình thường thì không nói em gì rồi đúng không, chỉ là chúng ta quan tâm đến cái skin định hướng của nó để xem nó như thế nào và nó hoạt động có ok không. Đấy, em muốn sử dụng dấu sale nhé, em sẽ để dưới này nha để cho tất cả anh trai cùng có thể xem được là nó sử dụng như thế nào nhé. Rồi đây em đang sử dụng hoàn toàn bàn phím chuột nha, chuột Hanzoi này, bàn phím V200 này. Em đã thay cái bàn phím này, em đã thay cái Cherry Squick loại binh rồi ấy, để sử dụng nó ok nhất nè, bấm nó đỡ kiểu phát ra tiếng động ấy. Rồi ok, đây chuột của em đâu nha, em nói lại phím nhé. Em mất chuột rồi này, vừa thấy chuột nó hiện ra đâu mà ấn cái phím gì cho hiện chuột ta. Là phím mặc định của hãng này này, em vẫn chưa map lại được, không biết là cái phím gì đây. Nó có binh các thứ đây. Mất chuột luôn này các anh trai ơi, để em ấn lại nhé. Sao lạ thế ta, ấn lại một lần nữa xem nào. Đó, cái con này chơi thì ở cái thời điểm hiện tại bây giờ thì chơi cái game Liên Minh Tốc Chiến thì em thấy nó không được ổn định lắm. Còn những cái game khác, đây hiện chuột rồi đây, những cái game khác thì chơi nó khá là ổn định, như kiểu game PUBG ấy, con này chơi rất là ngon luôn. Nhưng mà cái chơi cái game Liên Minh Tốc Chiến ấy, khả năng là con này không được ngon lắm. Ok, em sẽ thăng cấp nhé, thăng mắc cấp chứ. Rồi ok này, cộng hết skill này, cộng skill của nó là gì đây, em sẽ mở con mắt này nhé. Đó ok, đây nó có can trôn quy đây. À đây, cộng skill cái ra được chưa. Đó, cộng skill như là liên binh luôn. Và bây giờ em sẽ tung thử một cái skill nhé, di chuyển này đúng không, ví dụ em muốn đi đến chỗ này nhé, chấm một phát này, nó không đi được đến đúng cái vị trí này các anh trai ạ. Đó, nó đi nó hơi bị lệch một chút, thì cái con này thì hiện tại em vẫn chưa biết là chỉnh để cho nó đi được đúng vị trí nó ở đâu. Em mò mãi rồi nhưng mà không thể nào mà chỉnh được. Đây là cái giao diện mắt phím của nó anh ra ạ. Đó, em mò mãi trong cái phần này cũng không có đây. Cái phần con chuột này em mò mãi cũng không ra. Đó, không biết là nó chỉnh kiểu gì. Rồi, ok, thì đây là phím mặc định của nó mà. Ok nhá. Là em sẽ test tất cả những cái con trên cái phím mặc định nhé, skill định hướng này. Tung này, ok này. Tung này, ok này. Và cái con này này các anh thấy chưa, khi tung skill là khi kiểu chúng ta ấy skill này không thể di chuyển được các anh trai ạ. Khi ấy skill kiểu này này không thể di chuyển được đó, nếu mà game mà không di chuyển được thì nó rất là kiểu fucking wall street ấy, rất là khó chơi luôn các anh trai chưa. Đó, rất là kiểu
kiểu rất là ngớ ngẩn luôn. Nó thực sự là nếu mà cái con này skin định hướng các thứ thì dùng nó cũng ok. Tuy con chuột của nó hơi bị lệch này và di chuyển nó không kiểu đúng đến cái vị trí mà chúng ta mong muốn ấy, nhưng mà nó có thể là chấp nhận được, nó có thể chấp nhận được ở cái những cái này, nó có thể chấp nhận được. Nhưng mà cái tung skill mà lại không di chuyển được này, các anh ra chưa, tung skill mà không di chuyển được thì nó là một cái nó rất là kiểu wow, không không không, thực sự không tốt, thực sự không ok. Những cái lệch này thì chúng ta có thể ok được này, tại vì những cái lệch này kiểu này chúng ta có thể chỉnh được này, nó có thể là không quan trọng lắm nhưng mà chơi thì nó cũng khá là mượt. Về cái này chơi nó cũng khá là mượt nhé, chơi cũng khá là ok. Nhưng mà mỗi cái là đây skill định hướng này, gì về đâu nó sẽ tự bay về đấy này, cũng rất là ok này đó. Nói chung là cái này chơi để mà ngon chơi game liên minh tốc chiến thì nó không ngon nhé, em đánh giá là nó không ngon. Nó chơi giống như kiểu là cái gục GTDF6 đời đầu ấy, bản update đầu tiên ấy, còn bản update thứ hai là nó đã cải thiện hết rồi, nó chơi rất là ngon rồi. Còn cái này nó chơi như kiểu đời đầu của cái con này ấy. Cái con dâu sale này là một cái hãng con của hai cái thằng này, của cái hãng mà sản xuất hai cái thằng này này, hãng game game Wing này. Nhưng mà hãng con này, hãng con cao cấp nhưng mà nó chưa kịp copy được cái công nghệ mới của cái thằng này ra, đã công nghệ chơi liên minh tốc chiến của cái con này sang, nên là chơi nó khá là kiểu fucking wow shit, kiểu rất là không ngon. Di chuyển kiểu như là tung skill mà không di chuyển được thì nó rất là kiểu wow, không thích. Ok, vậy là kết thúc của cái con này nhé. Về đánh giá sơ qua của em thì tất cả mọi thứ nó hoạt động rất là ok, nhận đồ các kiểu này, mua đồ mua đĩa các thứ này rất là ok này. Còn để mà chơi game liên minh tốc chiến thì cái con này em đánh giá nó không ngon lắm, chơi bình thường thì được thôi, còn nếu chơi lâu dài thì nó không ok lắm nhé. Rồi bây giờ em sẽ rút con này ra và em kết nối một con khác nhé, để xem chơi nó như nào nhé. Bỏ cái con này đi nhé, đây em sẽ đến đây này. Và bây giờ em sẽ test trên cái con GTDF6 đi. Con này thì là chuyên, nó sinh ra là để chuyên để chơi game liên minh tốc chiến nhé. Thì cái con này các anh ra như thế này, không có lỗ cắm tai nghe nhé, cũng giống con kia thôi, không có lỗ cắm tai nghe nhé. Và bây giờ em sẽ cắm vào thử chơi thử xem nó có ok không nhé. Đầu tiên em sẽ cấp cắm bàn phím này, nó có hiện này, bàn phím đây này, đấy, nó có hiện hình ở trên đây này, bàn phím này, chuột này, rồi ok. Và cắm các cáp này, ok này, cắm tai xi, cắm sạc này, rồi ok. Ở đây để nó sáng này, em sẽ chuyển sang chế độ cắm dây nhé. Cắm dây là gắn chuột F4 này, đó màu đỏ là chế độ cắm dây nhé. À, con này là cắm dây là nó không phải sử dụng tai xi anh ra, nó sử dụng USB-A, đây USB-A là cái dây, nó không sử dụng tai xi nên là ok được. Bây giờ em đi kiếm một cái cáp USB-A nhé. Ok anh Giai ơi, ở đây em đã kiếm được một cái cáp tai A to tai C này, thì em đã rút cái tai C to tai C kia ra rồi. Bây giờ thì những cái sản phẩm mới ở cái thời điểm hiện tại bây giờ ấy, nó toàn dùng tai C to tai C thôi, ít người dùng tai A to tai C lắm. Đó, những cái sản phẩm cũ thì nó mới dùng tai A to tai C anh Giai ạ, nhưng mà con này nó vẫn chơi rất là ok, không có chút vấn đề cả. Đó, em sẽ vào game này. Rồi, họ sẽ di chuyển các anh xem nhé. Đó, ok này. Cắm vào phát nhận cái là di chuyển nó này, đây, nó sẽ hiện những cái phím này. Ví dụ em đi đến cái chỗ đoạn này, ấn thử xem này. Ok, đi khá là chuẩn các anh ra, khá là chuẩn này. Đó, nó đi chuẩn hơn cái con dâu sale rất là nhiều. Và cái con GTDF6 này, nó em đánh giá chơi ngon hơn cái con dâu sale các anh ra nhé. Và đấy, em sẽ tung skill xem, định hướng xem này, ok. Con chuột nó rất là chuẩn này các anh ra, con chuột nó rất khá chuẩn này. Ví dụ như cái skin này thì nó sẽ không được chuẩn bằng so với những cái skill khác ấy, tại vì cái này là nó chỉ kiểu giả lập thôi ấy, nó không thể nào chính xác 100%, nhưng mà chúng ta cần phải nhìn chúng ta căn nữa đó các anh ra, cho nhìn chúng ta căn nữa rồi chúng ta mới tung skill nhá. Rồi, và những cái E này kiểu như là cái Q này thì nó khá chuẩn các anh ra nhé, đó các anh ra này chưa, nó tương đối chuẩn nhá. Và cái R này, skill này nó cũng tương đối chuẩn các anh ra nhé, cũng tương đối khá, nói chung là cũng ok này các anh ra này chưa, cũng nói chung là cũng tương đối ok nhé. Rồi, và cả về kép này, bóng này, ok, tất cả đều ok, tốc biến này, các anh chưa, nhanh này, nhanh còn nhanh này, ok này, đó, rất là nhanh luôn nhá, các anh ra chưa, không có một chút vấn đề nhá, rất là ok luôn, cái con này, cộng skill này, rồi, và đây em sẽ thử tung skill và di chuyển xem nó có vấn đề không, vẫn ok nhá, giữ skill các anh này chưa, giữ skill và di chuyển này, đây, em giữ R cho dễ nhé, các anh dễ nhìn nhé, đó, các anh dài chưa, giữ skill vẫn di chuyển nhé, đấy, thế này mới gọi là chơi game chứ đúng không các anh ra, đây chúng ta gọi là chơi game nhé, này đây mới gọi là chơi game chứ đúng không, chứ chơi game mà không ấy được thì rất là chán ạ. Chơi game kiểu như là mà kiểu như là không di chuyển mà không tung được skill, kiểu giữ được skill như này này
thì nó kiểu rất là chán luôn, rất là kiểu fucking grouchy, giống như con dâu sale ấy. Con này đời đầu thì nó cũng bị thế này, đời thứ hai nó cải thiện rồi và chơi rất là ok, nó fix được cái nỗi rồi nhé. Giờ hiện tại em đánh giá là con này chơi rất là ngon nhé. Ở cái thời điểm này giờ chơi Liên Minh Tốc Chiến thì con này nó hiện tại đang chơi khá là ngon, ngon nhất ở cái thời điểm hiện tại bây giờ luôn đó. Nhưng mà về cái kiểu chơi thôi, còn về cái kết nối cắm kết các thứ thì em không bàn tới nhé, tại vì mỗi con nó sẽ có một cái cắm khác nhau và mỗi người sẽ có một cái ưu nhược điểm khác nhau. Thì con này chơi rất ok và ổn định nhé, tại vì nó ra lâu lắm rồi ấy, được bên Game Wing họ tối ưu chơi rất là ngon nhé. Và nó có một cái rất hay nhá, dù em ấn V này đó, bình này, bình này, hoặc là ấn cái nhà ra này, nó sẽ tự bình luôn ở cái vị trí của mình này, hoặc là dí này đó, nó có một cái này rất là ok đó, ok nhá. Và đây là cái phím internet này, đây internet để soi này, ok chưa đó, internet để soi này, ví dụ anh đang đứng đây này, internet soi này đó, rất là easy luôn nhá. Rồi và ép tốc biến này thì chỉ về đâu tốc biến lên đấy nhé, chỉ về đâu tốc biến lên đấy nhé. Là đang di chuyển này, đang di chuyển bê về này, được im luôn này, bê về này, rất là ok nhé, được phết anh ra lại cắm mắt này đó, rất là ngon nhé. Nói chung là nó chơi như PC thôi, hoặc là C này, binh ở đây nguy hiểm này, ok này, binh này đó, ok nhé. Anh nhận ẩn gánh nhấc ra thì nó sẽ tự binh luôn ở vị trí của anh, của anh dí vào và chỉ vào con ba đô này, chỉ vào một con gì đấy, binh áp nó sẽ binh ở đấy nhé, gọi là binh ở trên top nguy hiểm này. Rồi rất là ok luôn, nói chung là con này của nó rất là được luôn. Táp này, nhả ra đóng này, ôi ấn táp này, các anh ra này chưa, nhả ra tự đóng này, đây các anh ra nhìn này, ấn táp này, nhả ra tự đóng luôn này, ấn táp nhả ra tự đóng rất là ngon luôn, thực sự là rất là ngon, nó kiểu gần như là BC ý. Được thực sự luôn ạ. F1 này, mở lên mua đồ này đó, nhả F1 ra tự đóng luôn ạ. Ấn F1 này, nhả F1 ra tự đóng luôn ạ, được chung là được. Thực sự con này kiểu thiết kế gần như là rất giống là cái Liên Minh ở trên PC, nói chung là được. Về cái đánh giá con này chơi rất là ngon nhé, tại vì nó sinh ra để chơi Liên Minh Tốc Chiến mà, rất là ngon. Đánh giá là nó ngon hơn con dâu sale nhé, nếu mà các anh mua để chơi Liên Minh Tốc Chiến thì các anh mua cục này chơi ok hơn con dâu sale nhé. Con dâu sale chơi Liên Minh Tốc Chiến nó không ngon bằng cái con này đâu, sau bản update thì không biết nó có ngon hơn không, nhưng mà ở cái thời điểm em làm video này là cái con này ngon hơn nhé. Tất cả đều là bản update mới nhất nhé. Rồi và bây giờ em sẽ đi để test một con nữa, đó là cái con Ninja 2 Pro. Đây là con này thì nó sử dụng chuẩn C2C ganh ra nhé, C2C nên này em sẽ bỏ cái chuẩn này ra và em sẽ cắm này, bàn phím nhé, bàn phím này. Con này nó có lỗ cắm tai nghe ganh ra nhé, một lỗ 3.5 hoặc là lỗ tai nghe tai si này thì tùy ganh ra thôi, rất là nhiều lỗ này, lỗ cắm vào máy tính bảng hoặc điện thoại này, lỗ này cắm nguồn này, cái này cắm chuột bàn phím này, cái này cũng cắm chuột bàn phím này. Rồi ok nhé, thì các anh có tai nghe anh cắm vào đây nhé, không có thì thôi nhé. Rồi ok này, và bây giờ em sẽ đây nữa này, dây này em sẽ cắm vào đây nhé. Đây, một lỗ cắm vào đây này. Ok này, trước tiên để chơi nó thì em cần phải bục dựng cái ứng dụng Game Wing này lại nhé, tại vì kiểu mỗi lần thay đổi cái thiết bị thì các anh nên bục dựng nó đi cho nó ok nhé. Rồi, bây giờ em sẽ cắm luôn vào nhé. Rồi, ở đây đang là chế độ đèn màu đỏ là cắm dây nhé, còn đèn màu khác là không dây nhé, thì em khuyên các anh nên chơi cắm dây cho nó ok, chả tội gì đúng không. Rồi, ok này, đó cho phép này. Rồi nó đang load data các anh ra ạ, và em sẽ vào game xem Liên Minh Tốc Chiến này. Đây nó vẫn chưa hiện chuột à, em lưu phím đã các anh ra nhé, em load phím rồi đã, active này. Rồi ok, load phím rồi, và bây giờ em sẽ buộc dừng cái ứng dụng này đi nhé. Đó, các anh load phím xong ấy, nếu mà nó không hiện chuột ấy thì các anh buộc dừng đi, các anh rút nguồn ra cho em này, cắm lại cho em nhé. Ok này, để em chuột đến các thứ đã nhận rồi này. Mở ứng dụng lên nào, nó không tự mở thì các anh tự mở nhá. Nó không tự mở thì em phải tự mở đúng không anh ra. Nói như đúng rồi ấy nhỉ. Rồi ok này, các anh vào cho em này. Ok, đã hiện chuột rồi và di chuyển rồi. Ở đây thì phím nó bị lệch nhá, các anh ra thẻ nhá, phím nó bị lệch này, và em sẽ tối ưu một chút cho phím nhá. Rồi, kéo con này chuẩn vào đây nhá. Ok, kéo những cái này chuẩn vào đây. Đó, các anh cần kéo chuẩn lại thôi cho em là nó sử dụng một cách ok, ngon lành cành đào chứ. Đó, kéo chuẩn vào cho em nhá, kiểu này là nó nỗi là không chơi được đâu. Đó ok, tạm thời em kiểu sơ qua như thế nhá, sơ qua như thế nhá, còn đâu các anh có thể kiểu những cái phím này chuẩn hết lại cho em nhé. Và đặc biệt là cái nút chuột phải này thì các anh xóa bỏ đi nhá, nút chuột phải này các anh xóa đi, không cần thiết lắm. Chúng ta mark cái nút mà hủy skill, ví dụ là em để là cắp nóc đi, em thay là cái nút cam đâu, các anh không nên để chuột phải, chơi nó sẽ rất là khó. Em sẽ để là remote skill nha. Rồi ok,
tạm thời như thế nhé. Đó, ok này, di chuyển là cái này ra này chưa, ok nhá. Đó, skill vẫn di chuyển bình thường nhé, như cái cục dấu sale kia, à như cái cục GTDF6 kia, không có một chút gì khác biệt nhé. Đó, nói chung là rất là ok, không có một chút gì khác biệt cả, chơi giống hệt luôn, giống hệt luôn anh ra. Đây, nó ở đây nó hiện lên cái cậu skill là thì các anh hãy kéo chuẩn vào giúp em nhé, các anh này chưa, chuẩn kéo chuẩn vào là chúng ta có thể chơi một cái con này nhá. Ok này, ok, ví dụ em tung skill này, em bắn cam nóc hủy này, ok nhá. Cái con cục này nó chơi không khác gì cục GTDF6 cả, nhưng mà được cái nó chơi bắp gì ngon hơn này. Xong rồi có lỗ cắm tai nghe này, nói chung là cái cục Ninja 2 Pro này này, chơi em thấy đánh giá về mọi mặt thì cái cục này, cục Ninja 2 Pro nó ngon hơn cái cục GTDF6 vì nó chơi liên minh, nó chẳng khác gì cả liên minh tốc chiến ấy, nó chơi nó chẳng khác gì cục GTDF6 cả, mà nó lại chơi bắp gì còn ngon hơn cái con này cơ. Đó, lại cắm được cả tai nghe các kiểu. Giá thành thì em không biết thế nào, nhưng mà khả năng là con này giá thành cũng ngang ngang với con này thôi. Đấy, nên là các anh mà mua chơi thì có thể sắm con Ninja 2 Pro thì em thấy là chơi nó ngon hơn so với cái cục GTF6 này. Cục GTF6 này thì các anh nào mà dùng chip MediaTek ấy, thì dùng con này thì ok này, còn không phải chip MediaTek ấy, thì dùng con này cho em nhé. Ok nhé, còn con này nó hỗ trợ chip MediaTek rất là mạnh luôn. Còn cái con Ninja 2 Pro này thì em đánh giá chơi kiểu chip MediaTek nó không ok bằng con này ấy. Đó. Ok nhé, còn con này chơi thì vẫn ok, vẫn con này. Được. Nói chung là ở cái thời điểm thì con này ra sau mà nên nó được thừa hưởng những cái gì tinh túy nhất của những cái con ra trước đúng không? Đó, còn đâu chơi thì ok, giống hệt cục GTF6 không khác gì cả, không khác gì luôn canh dài à? Được cái nha, đó canh này chưa? Đó, ok, nó có cả macro cờ đấy, đi di chuyển này, BV này, rồi ok này, internet này, bình này, vẫn ok này, C này, ok này, V này, ok này, bình này, ok nhá. Rất là easy luôn, không có một chút vấn đề nhé, được thực sự luôn ạ. Ok, vậy là tổng kết lại thì các anh mà chơi liên minh tốc chiến ở cái thời điểm hiện tại bây giờ ấy, thì các anh có thể tham khảo nhé. Nếu mà các anh mà sử dụng những cái con chip MediaTek ấy, thì em khuyên là nên mua cho em cục GTDF6 nhé. Con chip MediaTek ấy, thì dùng cho em cục GTDF6 này và những cái loại chip khác như kiểu Exynos này, Kirin này, hoặc là Snapdragon thì các anh có thể mua Ninja 2 Pro nhé, nhớ là mua Pro nhé, mua Ninja 2 thường là không chơi được game liên minh tốc chiến đâu. Đó, nhớ phải mua Pro cho em nhé. Rồi, hai con này chơi liên minh tốc chiến thì nó y hệt nhau nhé. Đó, nó y hệt nhau và chơi ngon nhé. Và cục dâu sale, nếu mà các anh ở cái thời điểm hiện tại bây giờ các anh chơi PUBG thì các anh mua cục dâu sale thì chơi được, ok, ngon. Còn nếu mà chơi liên minh tốc chiến thì các anh không nên mua con này nhé, ở cái thời điểm hiện tại bây giờ thì không nên mua cái con này nhé. Còn tương lai nó update thì em sẽ lại update là làm video sau cho các anh ra nhé. Còn ở cái thời điểm hiện tại chơi liên minh tốc chiến không nên mua con này, chơi nó không ngon đâu. Chơi PUBG thì chơi con này ngon nhé. Rồi, và liên minh tốc chiến mua cho em Ninja 2 Pro, nếu mà chip ở khác chip MediaTek nhé, còn chip MediaTek mua cho ai GTDF6 nhé. Rồi, ok, cảm ơn các anh ra nhé, bye bye nhé.